hay nhãn giới nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng lấy vô tánh làm tánh hay sắc giới thanh hương vị xúc pháp giới cũng lấy vô tánh làm tánh hay nhãn thức giới nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cũng lấy vô tánh làm tánh hay nhãn xúc nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc cũng lấy vô tánh làm tánh hay các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng lấy vô tánh làm tánh, hay địa giới thủy hỏa phong không thức giới cũng lấy vô tánh làm tánh, hay vô minh hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não cũng lấy vô tánh làm tánh, hay pháp nội pháp ngoại cũng lấy vô tánh làm tánh hay bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng lấy vô tánh làm tánh, hay bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng lấy vô tánh làm tánh, hay pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện cũng lấy vô tánh làm tánh, hay tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng lấy vô tánh làm tánh. Hay bố thí ba la mật đa, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa, cũng lấy vô tánh làm tánh, hay pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng lấy vô tánh làm tánh hay thánh đế khổ thánh đế tập diệt đạo cũng lấy vô tánh làm tánh hay tất cả pháp môn tam ma địa tất cả pháp môn đà la ni cũng lấy vô tánh làm tánh hay mười được phật bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng cũng lấy vô tánh làm tánh hay pháp không quên mất tánh luôn luôn xả cũng lấy vô tánh làm tánh hay trí nhất thiết trí đạo tướng, cũng lấy vô tánh làm tánh. Hay loại mắt thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, cũng lấy vô tánh làm tánh. Hay phép thần thông thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, cũng lấy vô tánh làm tánh. Hay cảnh giới hữu vi, cảnh giới vô vi, cũng lấy vô tánh làm tánh.